có chư tướng đó là bắt liền chứ không có để lâu. Là con thấy những cái người mà tàn bạo nè, chửi cha mắng mẹ nè, ăn nhậu quậy quạng chồm sớm là chết. Chết có khi nó khiến cho người kia tự nhiên đang ngoài đường chạy vô chém, hoặc là nó khiến cho cái người đó tự nhiên ngồi ăn bóp đầu gục xuống. Nó chết đủ cách chết để mới sàng lọc mới được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, con kính lễ Phật, con kính lễ thầy. Dạ con mến chào cô Năm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật. Cô chào Dương Tâm, Dạ. cô chào bà con, cô bác trên cộng đồng. Nam mô Di Đà Phật. Dạ thì kính thưa cô Năm, thì hôm nay để gặp để nhờ cô Năm chia sẻ Phật pháp, thì trước khi chia sẻ thì có mấy vị mạnh thường quân có gửi tình tài con để cô Năm làm việc thiện á. Dạ có cô Nguyễn Thị Thanh là gửi 2 triệu giúp cho mẹ sư thầy á, bữa cô cháu mình lên clip đó. Sư bà Dạ ha. cái nữa là cô Thoa ở Đồng Nai thì gửi phụ vô các nhà cũng 2 triệu. Dạ cái nữa là một cô giấu tên ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng gửi 2 triệu giúp cho mẹ sư thầy. Từ dạ sư bà là hai dạ người ha. dạ cái nữa là một chị Mạnh Thường Quân gửi tiền là phát gạo á. Hôm bữa mình vừa phát gạo xong rồi cái đầu chị đó gửi 1 triệu để phát gạo là trễ, cho nên là con chưa có đưa cô Năm, thì hôm nay đưa thì cô Năm để đó mai mốt có phát gạo sử dụng ha. Nhưng mà chị này thì con bữa lu bu á, nghe mà chưa ghi tên lại cái tự nhiên cô quên tên luôn, sáng giờ lục hoài mà lục không biết, thành ra con để là như vậy. Nếu mà chị đó có coi clip này mà có biết á thì nhiều khi gọi cho em cũng được tại em quên tên. Bữa đó có nói ở đâu không? Quên phải quên là có nhớ Bởi một vì rồi, bữa đó mình phát gạo lu bu đó là chị điện con nói gửi chịu nhận được chưa, cái con nói nhận được rồi mà hôm nay mình không nhớ là ai, nó khổ gì đó. Rồi thành ra có gì chị coi được clip này cũng thông cảm. Gửi 1 triệu để phát gạo quá mà mình phát xong rồi chị mới gửi để nhân dịp ngày Thì lễ mình thầy đó. Dạ để dịp vừa dịp sau. dạ để dịp sau có gì cô Năm phát tiếp ha. Dạ vậy tổng cộng là 7 triệu con kính gửi cô Năm. Nam mô Di Đà Phật. Thì có hai 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 vị gửi cho sư bà để mổ thay khớp. Thì cô cũng có nhờ đứa con ở dưới Cần Thơ, nó cũng có gặp bác sĩ Toàn gửi cái số điện qua rồi, nhưng mà cô để mai chịu cô rảnh cô mới điện trực tiếp giúp sĩ Toàn để coi là thay bao nhiêu. Thì hôm ra cũng có Mạnh Thường Quân gửi cũng được 40 bốn mấy mà không biết có đủ hay không, thì để ngày mai là cô mới liên hệ với bác sĩ có số điện thoại rồi. Thì cô cũng rất cảm ơn các Mạnh Thường Quân cũng giúp cho bà sư bà đây nhé. Nói chung là ông có con tu xuất gia nhỏ làm trụ trì ở dưới, có nuôi mấy người con rồi là cũng tu đó. Thì sư bà cũng thấy già nó rồi đi sang tên hết, mất nồng bác đi mất tiền bỏ sư bà, bây giờ cái người này cũng con nuôi nữa. Mới tìm ra thì sư bà cũng rất là đáng thương lắm, không chồng không con mà trước đây làm chủ trì, thì bây giờ gặp cô Năm gặp đây thì cũng là bà cũng có nhân duyên, cũng có cái công đức là tu nhiều kiếp để mình gặp đây mới thay cho bà được, chứ tiền đâu mà thay. À, vậy là không phải mẹ sư thầy đó hả? Chỉ là Mẹ người nuôi quen thôi, mẹ nuôi nuôi thôi. nuôi hồi luôn 3 tuổi, À. bà sư bà không Chứ không phải là con ruột. sư bà không có chồng, Dạ. nói nên là nuôi nuôi hồi lúc 2 3 tuổi vậy. Rồi tới bây giờ luôn, mà lúc xưa bà nằm chủ trì với rồi té không có ai lo, không phải ổng về đây không nuôi, ổng về nay ổng được cổng đi chích thuốc chích men đó, thì cũng Dạ. đáng là thương. Thì ngày qua cô cũng lên có làm cái cửa rồi với mắng xói dách rồi, để tới cái bữa mà để liên hệ với bác sĩ được đó, rồi cô
đọc những cái danh sách mà các mạnh thường quân gửi cho sư bà để đi khai khớp à. Như mà có nghĩa là sau khi mà cô Năm sẽ tự đi chở sư bà đi khai khớp này kia xong rồi hết thì cô Năm sẽ quay một clip nữa để đọc danh sách các mạnh thường quân và đi bác sĩ tốt như tiền rồi báo cáo rõ ràng cho bà con. Thì liên hệ với bác sĩ hẹn ngày nào đó thì cô mới mướn chiếc xe cứu thương mới chở bà xuống dưới. Chở xuống dưới ví dụ mình hỏi bác sĩ thai rồi nằm đó mấy ngày vậy đó, mình biết rồi chở về thì lo. Bây giờ cô Năm lo đây là lo cho tới cùng, mình không lo thôi, mình lo là mình lo cho nó, cho nó đến nơi đến chốn. Thì cô rất cảm ơn các mạnh thường quân và cô cảm ơn cái cô mà vừa quên đây đó, thì để vì sao tới đây cô cũng còn phát gạo nữa thì cô cũng đọc danh sách lên. Nếu mà có cô này có thấy được cái clip này thì điện cho Dương Cầm nhắc lại là tên với ở đâu vậy đó cho cô Năm dễ ghi vô sổ. Cô rất cảm ơn các mạnh thường quân cũng phát đang phát gạo, cô cũng bị bị quên hoài luôn vậy chị đó. Điện rồi con cũng nói là chút mình ghi cái mình quên luôn bị gì đang phát gạo. Rồi tới bữa nay cái chừng như gầm ghi thì không nhớ ai chân. Mình ra bây giờ là gửi 1 triệu để phát mà nhân dịp để thầy đó mà hút, mà phát hút rồi thành ra thì ngay cái bữa 17 là cô 16, phát 16 cô phát 16 mình phát rồi, rồi 17 thì phát ở trong dân thành, rồi 18 cô đi lễ nên là không có phát cái chỗ Thanh Hòa, mình đọc danh sách hết luôn rồi. Rồi là phát hai nơi nhưng đọc danh sách một lần luôn. Bữa thì phát gạo xong bữa chỗ cấp Thanh Hòa 16, cái 17, 18 Dương Cầm đi lễ à. Thành ra nó lu bu luôn, thành ra không nhớ được. Có gì chị cũng thông cảm, hình như là chị có điện nói gửi chịu phát gạo đó mà nhận được chưa cưng, thì con nói nhận được rồi. Rồi bạn hồi con ghi cái không quên luôn, giờ không nhớ ai. Nếu chị có xem được clip thì có gì đi lại giùm cho Dương Cầm, cho cô cũng dễ biết nữa mà cô ghi vô danh sách. Vì con có mấy câu này nhờ cô Năm chia sẻ để mình chia sẻ cho bà con cùng hiểu. Trong sấm giảng của thầy có nói là mấy đứa hung ác nghênh ngang, có tướng Ngọc Hoàng sai xuống 4 phương tuần tra khắp hết nẻo đàn, người nào đen bạc ngổ ngang bắt rài, sàn qua xảy lại bằng nay, hết xấu tới tốt, hết dông tới tồn. Cũng mà cái câu cuối này hết xấu rồi tới tốt, và tốt cũng bị sàn luôn cô Năm, phải không? Hết dông rồi tới tồn, có nghĩa là hết xấu tới tốt, là tốt là tốt, tồn đó mà tốt cũng bị sàn đó. Sàn lại là có người nào là tốt nhất nhì ba tư vậy đó. Thì hôm nay cô chia sẻ Phật pháp thì cô cũng có nói lên, các mạnh thường quân cũng gửi cho cô để làm cây cầu. Thì ngày mai là ngày 21 âm lịch, 21 âm lịch là 2 tháng 5, 21 tháng 5 âm lịch thì cô sẽ đi khởi công cây cầu ở huyện Nhân Thành, tỉnh Kiên Giang. Thì các mạnh thường quân cũng gửi cho cô hôm đó tới giờ cũng chưa có đủ, nhưng mà khởi công thì ông thầu ông đó cũng làm cũng cả tháng thì mới hoàn thành cây cầu. Thì đó thì cô cũng nói lên đây cho các mạnh thường quân cũng ủng hộ cho cô tiền hôm trước tới giờ đó, thì bắt đầu ngày mai này là mới khởi công. Ở công thì cũng có là ở dưới tỉnh, cũng ban tuyên giáo của tỉnh Kiên Giang với huyện Giang Thành, cũng nhà nước cũng ủng hộ mình, cũng là một cái lễ khởi công cũng là long trọng. Nên là ngày mai này cô đi, rồi cô cũng có Dương Cầm quay, rồi cũng có mấy em kia quay nữa. Thì các mạnh thường quân gửi tiền cho cô để làm cầu, thì các mạnh thường quân cũng đón xem cái này để mình hiểu biết thêm về cái cầu của cô Năm. Bắt ngang quý vị và các mạnh quân của Năm. Hôm nay thì cô cũng chia sẻ Phật pháp. Thì trước chia sẻ Phật pháp thì cô cũng nói về cái cầu với bà sư bà bệnh đó. Thì qua cái ngày 21 tháng 5 âm lịch này rồi đó, thì cô khởi công rồi, thì cỡ 22 cô sẽ liên hệ với bác sĩ. Thì coi cái ngày 24 coi bác sĩ điều trị như thế nào, thì cô sẽ đưa sư bà mướn cái xe cứu thương chở xuống dưới. Là cô Năm hứa là cô sẽ lo cho sư bà khi mổ là thai khớp đâu đó hoàn chỉnh, là đưa sư bà về tới chùa. Thì cái chùa hồi ngày hôm qua đó thì cũng làm cửa rồi mua bàn thờ rồi nè, cũng trang nghiêm cho chưa thầy đó rồi.
thì cũng dắt dột, cũng làm món xối dừng dắt rồi là hết cũng im rồi. Rồi là cũng đem hai cái thùng lên rồi để cho bữa hai bữa con của cô đó, hai đứa nó lên rồi mà nó bắt ống nước rồi lên cho cứ thầy. Thì hôm nay đó thì cô cũng chia sẻ xong qua cái này rồi đó, cô sẽ làm cái nhiệm vụ của mình để lo cho sư bà, rồi cô sẽ đọc danh sách những mạnh thường quân gửi để cho thuốc cho tiền sư bà mổ đó. Thì hôm nay cô cũng nói sơ bộ cho các mạnh thường quân để mà biết cái việc làm của cô Năm. Nam mô Di Đà Phật. Thì bây giờ cô chia sẻ ha, Phật pháp là như vậy. Rồi, nhà cô Năm con đọc lại mấy đoạn giảng cô Năm chia sẻ ha. Trong giảng thầy có nói là mấy đứa hung ác nghênh ngang, có tướng Ngập Hoàng sai xuống bốn phương, bốn phương tuần tra khắp nẻo cùng đàn, người nào đem bạc ngổ ngang bắt rài, sàng qua sảy lại bằng nay, hết xấu tới tốt, hết dâm tới tồn. Là bây giờ cái màn này đó, mà nếu mà cô Năm mà nói ra đó thì thật sự là chúng sanh mình là cũng không có tin đâu. Nhưng mà cô phải nói ở trong sấm giảng đó, thầy nói đó, bây giờ cha nó cho chư tướng xuống hết rồi. Đấy, đó là trong đó là chư tướng phải Có tướng Ngọc Hoàng sai xuống tướng đó, tướng Ngọc Hoàng đó là cũng như chư tướng của trên đó, là cha Ngọc Hoàng mới sai xuống đây. Thì cô cũng có nói nhiều lần để cho bà con hiểu biết không phải như thời xưa nữa. Có nghĩa là thời xưa đó thì để cho là các chư thần từng giảng năm canh mới về thượng giới mới tâu qua thượng đế, nhưng bây giờ cha cho chư tướng xuống luôn, xuống để trừng phạt những người bạo tàn bạo đó, người hung ác đó, người không có tu đó, sàng qua sảy lại hết dông tới tồn, là cũng biết hết dông là hết những cái người xấu xa, còn tồn lại là người tốt không, là cũng như sàng qua sảy lại lập lừa sàng sảy, mà không phải là sàng sảy một lần hai lần, mà sàng qua sảy lại sàng biết còn những học cậu không đó thì mới còn tồn lại được, hết dông tới tồn đó. Nên là cái màn này á, bây giờ chư tướng đã xuống, không có còn xa với chúng sanh nữa đâu. Những chúng sanh nào mà tàn bạo đế hen thì có chư tướng đó là bắt liền chứ không có để lâu. Là con thấy những cái người mà tàn bạo nè, chửi cha mắng mẹ nè, ăn nhậu quậy quạng chòm sợ là chết. Chết có khi nó khiến cho người kia tự nhiên đang ngoài đường chạy vô chém, hoặc là nó khiến cho cái người đó tự nhiên ngồi ăn bóp đầu gục xuống, nó chết đủ cách chết để mới sàng lọc mới được. Nên là bây giờ cái màn này là của cha cha mẹ, chứ còn Phật thì thương chúng sanh thì bấy lâu nay đó để cho Đức Phật tổ dạy chúng sanh, nhưng mà cũng không có dạy được. Thì đến bây giờ cái màn này là cha phải xuống lệnh chư tướng xuống mới trừng phạt những người người tàn bạo mới 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 kịp, chứ còn nếu mà để chậm trễ thì cũng không có là dự hội Long Hoa cho kịp. Tuy rằng là cái hội Long Hoa thì nó cũng xa thì cũng không còn không xa, mà gần đây thì cũng không biết là gần bao lâu, nhưng mà cũng gần chứ không còn xa đó. Nên là bây giờ là cha phải ra lệnh cho chư tướng xuống để trừng phạt, để sàng lọc những cái người tàn bạo ra từ 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 hết, nó mới đến cái còn những cái tốt không mới còn tồn lại. Thì sấm giảng thầy nói là có chứ không phải là không, cũng tới đây đó, nhưng mà mình không biết cái năm nào thôi, mình cũng không có dám là bàn thiên cơ bất khả lộ. Thì nói chung là thầy nói những gì là phải có hết chứ không có không. Nên là sàng qua sảy lại lọc lừa sàng sảy hết trong tới tồn, là tất cả những gì mà nhơ bợn cũng như là tẩy trần đó, cũng như một cái lu mà con phải xúc cho sạch đó, rồi con mới đựng cái nước trong vô đó. Là mà con nghĩ đi, cái lu mà xúc cho sạch là còn cái gì đâu, bởi vì sàng sảy sàng qua sảy lại lọc sàng
từ 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 từ, mà những người đó không có thấy, cũng như là thấy không có gì đó hen, là nói không có gì, nhưng mà không phải là ập một cái có nghĩa là chết lần, chết lập, chết lừa, chết sàn, chết năm này cũng mớ, chết kia mớ. Mà đến khi mà cái năm mà nó cận tới đen là con thấy chết sắp lớp, còn bây giờ nó chưa có chết như vậy, nó chỉ sàng lọc thôi, sàng sảy thôi. Nên là bà con phải biết như gì đó, quý vị phải biết sàng lọc, đến cơn trời sàng lọc rồi thì mình phải biết sàng là có nghĩa là những người hung ác. Thì bây giờ quý vị cứ lo tu, gắng mà tu, tu tâm dưỡng tánh, tu mình tu cũng không phải là khó, tu rất dễ. Dạ cô Năm, ở sao mà trong sám giảng thầy lại nói mà hết xấu tới tốt, người tốt cũng bị sàn luôn hả cô Năm? Hết xấu rồi tới tốt rồi còn cái tốt lại đó. Dạ. Hết xấu rồi mới tới tốt. Tới cái tốt là con mới không, những cái người tốt nó cũng có phân gia cấp nữa. Dạ. Ví dụ như bây giờ con tu được là người cũng tu, nói chung là lọc lại những cái phần thành phần mà tu đó, rồi cũng phải lọc lại coi người này tu được bao nhiêu cái phân ngôi phân thứ. Dạ. Người đi tốt mà không tu chắc cũng bị sàn quá hả cô Năm? Sàn, sàn đó. Là cũng như là còn là người tốt, cái người tốt mà không có tu thì phải sàn đợi để coi cái người tốt này hiền lương nhân ái mà không có biết tu thì cũng phải ở trên phải định đoạt như thế nào. Đó, mình tốt, mình hiền lương, mình không có tu thì mình nếu mà không làm việc gì ác, lương tâm mình vẫn tốt như cái người tu, mà chỉ mình không có ăn chay, thí dụ vậy đó, thì cũng được, thì cũng được ơn trên cũng sắp đặt cho mình vào một cái cảnh nào đó không có bị đọa địa ngục. Còn mà lọc ra trong cái thành phần mà còn lại tốt đó, có người này tu được bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu thì mới lọc ra mới phân ngôi phân thứ. Thì trong sám giảng thầy cũng nói đó, phân ngôi cái gì đó, thì những người đó tu cao thì được phân ngôi cái gì, được là phò du giúp nước, là hoặc là được vào cảnh tiên. Thì thầy cũng nói ai nhiều phước đức được vào cảnh tiên, nếu mà tu nhiều phước đức thì vào cảnh tiên luôn. Còn những người phò du giúp nước thì người ta có công với đất nước thì ta được là cái thời mà lập hội Long Hoa mà thời vua chúa Thánh Đức đó, là ta được phò du giúp nước. Nó nhiều thành phần lắm, chứ không phải là nó tu mà một cái là thành tiên hết, không có. Ở trong nó nhiều thành phần, nhưng mà không có tội, không có đọa địa ngục mà còn sống được cái hội Long Hoa đó là mình cũng được rồi. Dạ, cô Năm cho con hỏi thêm là nếu mà người tu, mình nói đây đi, người làm văn Phật quốc nè, làm thần nè, làm tiên nè, thì còn sau này về hội Long Hoa làm văn Phật quốc thì sau này có bị đọa không cô Năm, nếu mà bị phạm tội lại? Thì mà nếu mà có mà cái hội, cái đời thượng cổ này mà nếu mà có bị đọa cũng mấy triệu năm nữa mới tới cái đời mạt pháp. Dạ. Cũng còn bị đọa. Dạ, chứ không phải là không. Có nghĩa ý con hỏi là nếu mà từ bạch, nếu mình nói Phật là có thể không còn bị đọa nữa. Còn cái người dân từ tiên đảo xuống là còn bị đọa không? Còn bị đọa. Dạ. Còn sống trong tam giới thì cả mấy triệu triệu năm đó, nếu mình không có tu mà được tinh tấn tiến lên thì mình cũng vẫn bị đọa. Chỉ có qua là Bồ Tát La Hán mới không bị đọa xuống thôi. Chứ còn sống người dân thì mà nếu mà cái người dân Phật quốc á mà tu chân chất hiền lương một đời người tới là cả ngàn năm mới chết. Thì nếu mà tu á, biết tu á thì cũng lâu lắm, mà có thể đã tu được tình lên luôn. Ví dụ cái người dân Phật quốc mà ta tu chân chất tu được cũng có thể lên luôn. Còn nếu mà không có tu được thì cũng không có đọa địa ngục nhiều. Ví dụ chuyển ra kiếp trung nguyên, chuyển kiếp hạ nguyên, mà kiếp trung nguyên không có tu làm ác thì mới đọa xuống hạ nguyên, hạ nguyên mà làm ác nữa thì mới đọa địa ngục. Đó, nó có ba cái thành phần. Bởi vì bây giờ mình sống được cái người dân Phật quốc đó, thì nếu mình tu, mình gán tu, nếu mình biết mình tu thì mình được về tiên hoặc là thánh. Còn nếu mình không tu, mình sống với người dân thì mình không có làm được cái phước gì thì mình cũng luân chuyển thôi. Cũng luân chuyển mà lâu lắm, tại vì một cái đời thượng quân nó tới mấy triệu, mà một người con người mình tới 800 năm mình mới chết. Thì 800 năm đó chết rồi, con tính gần cả ngàn năm rồi,
mà nếu mình không có làm cái gì có tội thì mình chuyển lên nữa. Còn nếu mình có tội thì cái đời tới đời chung quân là lâu lắm đó. Nếu mà người nào mà được cái giàu mà sống cái đời dân Phật quốc thì người đó cũng là cũng cái thành phần là cái người nhân hiền không, có thể người ta tu tiếp tục, người ta lên làm và là tiên, tiên còn đỏ, sống bên cái cảnh mà tiên đó, tam giới đó, còn đỏ, qua cái tam giới là Phật, Bồ Tát, La Hán đó là không có bị đọa. Còn mình sống bên đây là còn trong tam giới là bên cha nè, tiên thần thánh đều đỏ hết. Nếu mà tiên á, về cái cảnh tiên bên trong cái tam giới này đó mà mình không có làm những việc gì thì mình cũng biết tu tiếp tục thì mình cũng vẫn là tiên. Còn nếu mà mình tiên thì vẫn còn sắc đẹp, còn nhìn, còn thấy, còn mê, còn đắm thì bị đỏ xuống chậm nữa. Dạ, yeah, giống như là mấy căn tiên bây giờ cô Năm nói đấy. Đó, căn tiên giờ đỏ xuống chậm là gì đó. Yeah. Nên là về được cái cảnh giới mà tiên rồi đó thì mình gắng mình tu. Mình gắng tu làm sao mà mình được qua Bồ Tát La Hán thì mình mới không có bị đỏ. Mình có xuống chậm lâm phạm xuống thì cái đó cũng nhận cái lệnh của cha, cái lệnh của Phật tổ để xuống cứu độ chúng sanh chứ không có bị đỏ. Còn tiên thần thánh là bị đỏ hết, bị gì còn sắc, còn đắm, còn say, còn mê, thấy đẹp cũng nhìn cũng liếc thì bị đỏ xuống chặn hết. Nên là mình tu á, mà nếu được cánh tiên rồi đó mình biết là mình cũng không có bị đỏ đâu. Tại vì mình không, mà chặn này chắc hết đỏ rồi. Chặn này để để cô nói cho nghe, cái chặn này là bà quý vị biết không, chắc không đỏ nữa, tại vì quá sợ rồi. Xuống trần gian này quá khổ rồi. Nên là thức tỉnh, không dám làm gì tái phạm ở trên thiên đình nên là không có đọa. Hồi trước đó tái phạm bị cha là đài xuống với trần gian này, đài xuống trần gian thì đi chứ có gì đâu sợ phải không? Xuống trần gian này quá khổ rồi, trần gian là địa ngục nên là thức tỉnh này, thất kinh là không có dám mà không dám tái phạm mà để xuống dưới này nữa đâu. Nên là nếu mà mình được vào cảnh tiên là mình cũng ngon lành rồi, không có gì đâu. Mà có xuống trần gian đi nữa thì cũng thời gian cũng trở về à, giống có đỏ luôn. Nên là mình cũng mừng đi, nếu mình được được vào cõi tiên là mình mừng đi. Đừng nghĩ là tôi nói vào cõi tiên tôi không muốn, tôi muốn qua cõi Phật. Cõi Phật khó lắm bà con quý vị ơi, đâu phải mà qua cõi Phật thì dễ đâu. Con mới về á là như vậy là được nè. Mình bây giờ mình đang ở trần gian này mà quý vị muốn tu mà đi tu thẳng mà thành Bồ Tát La Hán không phải dễ, rất là khó. Nhưng mà có một cái á, quý vị bây giờ trong cái cõi ta bà này đã đang sống trong cõi ta bà này thì quý vị muốn mà mình về cái cõi Tây Phương đó, cõi Tây Phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó thì được. Mình về đó thì mình tu tiếp. Bởi vì mình ở đây hiện giờ mình sống trong cái cõi ta bà này nè thì mình ăn hiền ở lành nè, rồi mình làm phước nè, rồi khi mà mình niệm Phật rất là nhiều. Và đến khi lâm chung mình vẫn nhớ niệm Phật thì Đức Phật A Di Đà với Quan Bồ Tát đưa mình về cõi Tây Phương cực lạc đó để tu tiếp, chứ không phải về đó là thành Phật nữa quý vị. Còn quý vị mà muốn, có quý vị nào cô cũng có nghe nói thôi bây giờ tôi không có muốn ở bên tam giới, tôi không muốn thành tiên mà tôi muốn thành Phật. Tôi nói thành Phật khó lắm, chưa được. Có về cõi Tây Phương cực lạc để tu tiếp thì được, chứ còn mà không phải tu mà thành Phật mà dễ đâu quý vị. Một vị Phật tu đó là mấy trăm kiếp mới thành Phật, chứ không phải mà tu một kiếp hai kiếp. Mà mình đang sống cõi ta bà này nó ô chuột, nó dơ cỡ nào mà mình tu cho cỡ nào, tu quyết liệt cỡ nào thì cũng chưa chắc cho thành Phật. Nếu mình tu quyết liệt thì mình cũng được vào cảnh tiên đó. Cảnh tiên rồi mình tu tiếp, mình tu tiếp thì mình dẫn qua Bồ Tát La Hán vẫn được nha thường. Mà ngặt cái là qua cảnh tiên mình thấy đẹp lắm mình quên là nó còn sai đắm thì mới lọt xuống trần thôi. Nên là quý vị á, là tu muốn mà thoát cái cảnh cõi ta bà với muốn không có qua cõi tam giới thì gắng niệm Phật nhiều thì Đức Phật A Di Đà rước mình qua cái cõi Tây Phương cực lạc để tu tiếp tục. Tu đó hen đâu phải mà dễ đâu, tu rất là nhiều, nhiều lắm. Hằng ngày đó thì trong cái kinh A Di Đà có cô đọc, cô cũng tụng kinh A Di Đà thường xuyên hen, thì
Đức Phật A Di Đà đó về cái cõi đó rồi đó. Thì trong sấm giảng thầy cũng có nói đó, ao sen báo Tây Phương đua nở đó. Thì ở trên đó là cõi Tây Phương đó là có ao sen. Thì con người mình đó, khi sáng đó, bằng ngày thì mình đi ra, mình đi lượm hoa cúng dường cho Phật, cho các vị tiên xuống. Rồi khi ăn đó, đến giờ thì có các vị tiên chỉ gì là có, mình có thực phẩm mình ăn rồi, xong chiều mình mới vô cái bông sen. Thì trong kinh Di Đà kể là cô biết, cô nói chứ cô học thật sự đâu, cô đâu có biết tỉnh nào đây cô nha. Mình ăn là mình chỉ cần chỉ tưởng cái là có. Các vị tiên, các vị tiên. Thì một ngày á, các vị tiên ta qua đó, người ta phải giảng đạo cho cái phần, các cái phần này nghe. Phần này được về đó chứ có biết hiểu đạo gì đâu. Chỉ là Đức Phật rước mình về đó để mình tu giống như mình đang tu trần gian này vậy thôi. Đó thì các vị Bồ Tát La Hán nó xuống nó giảng đạo cho nghe. Rồi á, là sáng thì lụm hoa cúng dường cho Phật, rồi chiều thì nghe kinh nghe kệ thiền định, rồi tối thì vô cái bông sen đó. Mà tu hen lâu lắm, không phải là nói là một năm, cả mấy trăm năm mới được. Dạ, về cõi Phật tu lâu lắm. Ừ, nhưng mà trong cái kiếp này, đời hạ quan này mình tu là mới mau là không cô nào. Ừ. Tại vì kiếp này đại ăn xá, với lại đại ăn xá nằm ở trong đây nó nhiều cám dỗ, còn mình về cõi Phật đâu có cám dỗ đâu. Ừ, đâu cám dỗ thì nó đó. Nhưng mà cái người mà mới về đó nghe, thí dụ như bây giờ cái người đó mới bỏ xác thì được Đức Phật với đại rước về cái cõi Tây Phương, vẫn còn nhớ cái cảnh trần gian nghe con. Tại vì cô đọc kinh Di Đà cô mới biết, vẫn còn nhớ thì cái bông sen nó rủ lại, ngồi tưởng lại là vợ con ở dưới nhà cửa, tự nhiên cái bông nó rủ xuống, là các Bồ Tát là hắn ta đi ta thấy, ta nói thức tỉnh lại nhìn cái bông sen mà ta biết đang tưởng nhớ về cõi với ta bà đó. Hiện ra nhà cửa vợ con rồi gì vậy, cái tự nhiên tuổi thân còn nó đó chứ không phải không con. Thì có là hắn Bồ Tát thức tỉnh nhìn cái bông sen nào nó rủ là người đó là có Bồ Tát là hắn đến chưa thức tỉnh lại. Có luôn trong cái kinh Di Đà mà cô đọc đó, là cô mới biết cái chuyện đó chứ không thôi làm sao biết. Còn một thời gian luôn á, còn một thời gian còn suy nghĩ ở dưới trần gian đó, dưới nhà cửa gia đình vợ con cha mẹ rồi là cái bông nó rủ xuống luôn, sao nó rủ xuống luôn đó. Thì khi mà một thời gian là mới quên được cái trần gian này, rồi là mới tu, mới tu mà về cái cõi đó đó là nợ nam không, làm một có 13 tuổi thôi về cái cõi Tây Phương của Đức Phật A Di Đà đó, có 13 tuổi thôi đồng loạt hết, đồng loạt hết nam không, tu tiếp tục tu hoài tu mãi tu cả ngàn năm ấy, mới có thành Phật cả trăm kiếp. Rồi thành Phật á, khi đó mình được đắc đạo, mình được á, là Bồ Tát hay là hoặc La Hán gì đó hen, thì mình thấy chúng sanh ở dưới trần gian này khổ quá đó, mình mới xin, mới nguyện cho con trở lại cõi ta bà để cứu độ chúng sanh đó. Thì mình trở lại mình độ chúng sanh mà phải xin với lệnh của cha và của Phật tổ, của Phật Di Đà. Nên là quý vị mà muốn tu mà về cái cõi đó thì bây giờ mình gán niệm Phật, niệm Phật làm hiền làm lành, làm tất cả mọi việc đều thiện hết, thì đến khi lâm chung bỏ xác thì Đức Phật A Di Đà với Quan Âm Bồ Tát đến rước mình về cái cõi đó. Nhưng mà bây giờ mình gán tu làm sao mình cho được về cảnh tiên mình cũng mừng rồi à, về cảnh tiên mình tu tiếp mình cũng qua La Hán Bồ Tát vậy. Chứ đâu phải mình nói là tiên mình còn đọa xuống trần. Đọa là có nghĩa là mình còn đắm say, mình còn tham đó, thì mình đọa xuống. Chứ mình được vào cảnh tiên rồi đó, thì nếu mình tu tiếp tục nữa thì cũng không có bị đọa xuống trần gian đâu. Nên và quý vị đừng có sợ là đọa xuống, là không có phải là hết phước gì hết. Có người nói là được về cảnh tiên rồi hết phước rồi đọa xuống trần nữa, tu tiếp tục thì phước chẳng có hoài, đâu có hết đâu mà bị đọ. Hả? Mình về đó mình cũng vẫn tu mà, chứ đâu phải mình không tu. Giống như mình ở trần gian là mình cũng tu, thì mình về đó mình cũng tu. Dạ, mà về đó chắc là tu lâu lâu thành hơn, nhưng mà mình vẫn tu. Ừ, vẫn tu. Tại vì về đó nó không có cám dỗ, không có cái này cái kia, còn mình ở đây có đủ thứ.
ở đó. Trên đó là chỉ có đẹp không à, yeah. Cảnh đẹp cảnh đẹp thì còn nhìn liếc rồi vậy thôi à, chứ tu cũng rất là dễ luôn. Tại vì là nếu mà về được cảnh tiên là quá là cũng ngon lành rồi. Mà đừng có nói chung là mình sẽ ước ao mình cao quá thì mình không được chứ. Quý vị gán tu đi thì thầy cũng là ai nhiều phước đức đưa vào cảnh tiên đó. Thì bây giờ mình làm nhiều phước đức đi thì mình giờ có tiên mình tu tiếp tục. Mà bây giờ cái màn này tu cũng rất là dễ lắm. Tại vì cái đời hạ quân là đại ân xá rồi. Đức Phật đại ân xá cho những cái tội lỗi của mình làm đó, đại ân xá luôn. Gọi là đại ân xá là nào? Xóa bỏ tất cả những gì mình làm đó quý vị. Nên là quý vị gán tù trong màn ba chiến chốt. Đến đây đó cô nói đi em, là cha đó là sẽ ra lệnh cho chư tướng xuống hết rồi đó. Chư tướng nhân xuống hết trơn rồi đó quý vị. Xuống để đây á là đi khảo sát. Mình nói khảo sát chứ đi từng cha đó, coi ai làm đúng sai là vô sổ. Vô sổ và cha sẽ cho cái lệnh là xử tại chỗ luôn, chứ không phải là chờ đợi nữa. Bị gì tính cơn sàng lọc rồi, cho xử, cho chư tướng xử tại chỗ luôn. Mà mình mắc phàm mắc thịt sao mình thấy chư tướng xử mình. Xử là có nghĩa là tự nhiên cái mình ngồi mình gục chết đó. Những người tàn bạo đó chết lần, chết lọc, chết lừa, chết sàn, chết sảy, đủ kiểu, chết đủ kiểu luôn. Đang chạy xe cũng nó lâu đâm vô, nó cũng lâu vô cho mình chết như vậy đó. Nên là quý vị là tu chơn cắt nè, hiền lương nè, làm những việc thiện nè, không là tranh đấu hơn thua, không thù không hận không ganh tị nè, là được rồi đó. Ra ngoài đời xã hội này mình làm ăn á thì nói chung á mình hiền thì mình thua, mình thiệt thòi hơn, nhưng mà mình chịu thiệt thòi đi một chút không có sao, nhưng mình vẫn được Đức Phật cứu mình, các chư tướng chư thiên cứu mình. Còn mình tranh đấu, mình tranh đua với nhau cho hơn thua một chút thì đó mình bị chư tướng. Nên là bây giờ quý vị tu rất vậy, cứ cái tâm từ bi, đừng có sân si gì hết. Những gì mình thấy quá đáng mình không thèm làm nữa, mình đi chỗ khác, mình làm việc khác. Hoặc là cái người đó có làm mình quá bức xúc thì mình cũng nói lời cho họ biết rồi xong, chứ mình không có là phải làm hại lợi người đó. Đó là mới gọi là cái tâm từ bi thì Đức Phật cứ cứu mình được. Thấy không ông, thấy Minh Tuệ không? Bây giờ mình nói đây á, thì mình mới nói với thầy Minh Tuệ. Người ta quánh ông phù mỏi chả máu, ông đâu có nói đâu. Thấy không? Ông có gà cũng mà cũng vui vẻ bình thường. Đó nên là những gì ở đây Đức Phật dạy mình là mình từ bi. Thì mình từ bi thì mình nhịn là tất nhiên nhục. Nhịn thì phải nhục, nhưng mình chấp nhận cái nhục mà mình được là chư thiên, chư thần Phật cứu mình. Chứ còn hơn mình tranh đấu rồi mình đọa địa ngục cả ngàn năm, mấy ngàn năm chưa được lên. Dạ. Bởi vì có câu gì mà phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, ti vô hình đừng ngỡ gần không. Mình đừng nói mình làm mà chuyện không đúng mà không ai biết, phải không cô nào? Bởi vì nếu mà mình làm gì đó không ai biết, sao mà Đức Phật biết mình có tội, rồi sao mà biết mình là phải luật nhân quả. Mình làm mình biết, mình thấy không ai biết, nhưng mà vô hình hữu ảnh đi từng giảng biết hết, chư thần chư tướng hai bên gia giác mình. Để cô nói đi ha, một con người mình đây á, một người chúng sanh là hai người chư thần, mà một triệu chúng sanh thì hai triệu chư thần đó. Ghi hết ghi vô bộ sổ hết, chứ không phải mà nói là mình không thấy mà không có. Nên quý vị phải biết gần có. Nếu mà trên đời này mà không có các chư thần để mà tuần tra đó, đi tuần giảng đó, thì những gì tội lỗi của chúng sanh tại sao mà ở trên đều biết, rồi biết rồi còn phải cho lên là cái trả cái nghiệp nhân quả. Thì thầy nói luật nhân quả thật là có diễn một suốt bộ phim chẳng lọt một ai đó. Nếu không có nhân quả thì làm sao có chư thiên đi từng cha, đi từng giảng để mà ghi sổ sách. Bởi vì trong sấm giảng thầy cũng nói luôn đó, chư thần mà từng giảng năm canh đó, từng giảng là có nghĩa là ghi chép những ai làm tội làm phước, mới về thượng giới mới tâu qua thượng đế, vô bộ sổ đó để đó.
nên là có hết trơn, chứ quý vị đừng nghĩ là không có. Có chư thần từng giảng hết, thì trong sấm giảng thầy nói, thầy cái này là trong sấm giảng thầy nói là chư thần từng giảng năm canh đấy, ghi hết, ghi những ai làm phước, làm hiền, làm lành, mới về trên mới tâu với cha, mới vô bộ sổ mới để đó. Nên là mình làm việc gì, mình đừng nghĩ rằng người ta không thấy, không biết, nhưng mà có chư tướng, chư thiên, chư thần đều thấy, đều biết hết. Mình thấy vô hình hữu ảnh không ai thấy, nhưng mà có hết. Nên là quý vị phải biết cái chỗ đó, mình phải tin. Mình phải tin vào cái Phật Pháp. Đây là không phải là dị đoan mê tín nghe quý vị đó. Là cũng như là mình tin vào Phật Pháp, những lời của Thầy nói đó. Đó, cái này là những lời của Thầy nói trong sấm giảng, giáo lý của Thầy nói, chứ không phải là cái này mình đặt chuyện mình nói. Nên là phải có hết. Nên là mình phải biết tu. Tu là rất là dễ. Bây giờ ân xá rồi còn gì nữa đâu mà khó. Đại ân xá rồi mà không còn lâu đâu quý vị ơi, gán đi. Gán mà tu cho nó kịp. Bởi vì thầy cũng nói tu gấp gấp, nếu không kéo trễ chừng đối đầu có kiếm điên khùng. Đối đầu là có nghĩa là tới, là cũng như là đến đó bất loạn, loạn ly nè, đủ thứ. Rồi là mình lúc đó mình niệm Phật thì Phật cũng đâu có đến cứu kịp. Mình phải tu trước, chứ không phải đến đến nơi mới tu. Cũng như mình tu, mình sửa tâm, sửa tánh. Tâm tánh từ bi bác ái đại đồng, thì mình sửa từ từ, chứ không phải đợi tới. Cũng cái gì cũng vậy, mình tu mình sửa cả đời đó. Ở trong kinh mẫu cũng nói, con tu con sửa cả đời mới xong, chứ không phải một ngày một bữa. Dạ, cô Năm cho con hỏi ý cái này một cái. Có nghĩa là chuyện nếu mà người gặp quả tới, do luật nhân quả hay là do Phật không có đủ quyền năng, cô Năm? Phật thì nếu mà Phật muốn cứu thì ai chẳng được, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà do luật nhân quả thì có dây là có trả, đúng không cô Năm? Đúng. Cái luật nhân quả không phải là Phật không có quyền năng. Phật làm tất cả những việc gì cũng được, nhưng cái đó luật nhân quả của mình tạo thì mình phải lấy, mình gây thì mình phải trả. Đó, luật nhân quả đó. Nên là thầy cũng có nói, mình gieo một cái hạt giống tốt thì nó sẽ mọc lên một cái cây trái ngon ngọt mình ăn. Còn mình gieo những cái trái đắng thì nó mọc lên cái trái đắng thì mình phải nhận lấy ăn đắng cay. Nên là quý vị phải biết đó là nhân quả. Có nhân có quả, có hết chứ không phải là không. Chứ Phật là một đấng toàn năng, toàn mỹ, toàn diện, làm gì mà làm không được những việc gì. Nhưng mà không có làm, đó là để cho chúng sanh gây thì chúng sanh trả, chứ không có cứu. Nếu mà cứu thì phạm lực với thiên đình. Tại vì mình giết một con vật này thì tất nhiên con vật này nó cũng là một chúng sanh, mà bây giờ nó theo nó báo quán, thì Đức Phật cứu mình thì tất nhiên nó nói, tại sao giết tôi, không để tôi đời nào, mà ông lại ông binh. Dạ, là không được đó. Dạ, chứ Phật không phải là không làm được. Dạ, giống như là tất cả chúng sanh đều là con của Phật, mà ai cũng là con. Ừ, không lẽ binh người này bỏ người bỏ kia. Ừ, bây giờ binh đứa này bỏ đứa kia, bây giờ nó đang đánh nhỏ này chết, cái tự nhiên binh nó nữa, rồi bỏ nhỏ này chết luôn. Chúng sanh là con của Phật, tất cả đều con của Phật, con của cha. Mà cho xuống trần đây đó, không thương yêu lẫn nhau, mà còn là giết lẫn nhau, rồi còn phải là thù hằn lẫn nhau, rồi đâm chém lẫn nhau, cũng con của cha, con của Phật. Thì đây là để cô nói những gì, chúng sanh đây là tất cả đều con của cha của mẹ. Cho xuống trần để học hỏi, để học cái điều ngay lẽ phải, học những cái hiền lương nhân ái, học cái đạo đức làm người. Mà xuống đây bị vì lợi danh tranh giành tiền bạc rồi giết lẫn nhau, rồi không có biết nhân nghĩa đạo đức là gì, nó mới phân chia ra. Nên là bây giờ tới cái màn cha phải phân xử. Giống như bây giờ cô nói con có 10 đứa con, con sanh ra 10 đứa con mà nó giết lẫn nhau, nó đánh với nhau, bây giờ mình phải ra tay mình trừng phạt nó. Chứ nếu mình không ra tay, mình để cho nó chém giết lẫn nhau hoài, ai cũng con của cha, ai cũng con của Phật,
Đức Phật từ bi thì tâm từ bi bác ái đại đồng thương tất cả chúng sanh. Vì lòng nhân ái của Đức Phật mà không có nở lòng nào để là trừng phạt những cái đứa con ngỗ nghịch, thì đây là cha, tới màn cha phải ra. Cha nói những đứa con của ngỗ nghịch, cha sẽ tiêu diệt hết, cha bỏ lời người tàn bạo. Chứ con của cha không mà, không lẽ ông bây giờ ông để gì hoài, thì tất nhiên càng ngày nó sẽ càng không còn là anh em nữa. Thì bây giờ phải lập sàn ra đó, những cái đứa nào mà gian ác quá, cha cho mày xuống địa ngục ngàn năm, cho mày trở lại ngàn năm, hai ngàn năm, ba ngàn năm vậy đó, trở lại làm người để con sửa đổi con người mình tu tập trở lại cũng cứu vớt. Còn nếu không tu tập đọa xuống nữa, đọa mãi mãi ở dưới, vẫn còn có linh hồn hoài không tiêu. Có những người nào mà tàn bạo quá đó thì đến lúc đó đó mới tiêu hồn xác. Còn những cái người mà còn biết lương tâm một chút nhưng mà không có nghĩ tới là huynh đệ là hoặc là con người trên xã hội này thì cho đọa xuống địa ngục cả ngàn năm, hai ngàn năm. Nên bây giờ mà quý vị thấy đi, đọa xuống địa ngục mà một ngàn năm, phải như một năm là mình thấy còn đau khổ, đừng nói chuyện ngàn năm. Mà không phải xuống dưới một ngàn năm mà yên chết thân đâu quý vị. Tại vì á, cô Năm đây á, có tụng kinh á, Địa Tạng, xuống dưới cha tấn dữ lắm. Bởi vì quý vị phải có tụng kinh Địa Tạng nè, rồi quý vị mới biết ở dưới địa ngục nè. Đó, Đức Địa Tạng Bồ Tát đó là cho mình biết ở dưới địa ngục nó tra tấn như thế nào, rồi xử như thế nào, đủ thứ hết. Nên mình đọc kinh Địa Tạng đi rồi tự nhiên mình cảm giác mình thấy những cái việc giác mà mình không dám làm. Đó. Nên quý vị phải ra tu á, tuy rằng mình tu theo thầy, giáo lý của thầy thì mình cúng lại theo thầy, đâu đó đàng hoàng hết rồi, mình cũng vẫn đọc kinh Di Đà hoặc là kinh Địa Tạng hoặc là kinh đó là Pháp Hoa hoặc là kinh Mẫu, được hết luôn, chứ không có gì là không được. Nên quý vị phải biết tu, tuy rằng mình quy với thầy thì mà làm tròn bổn phận, mình cúng lại theo bài của thầy đâu đó đàng hoàng rồi, thì cái thời gian còn trống mình cứ tiếp tục tụng kinh, không có gì là tội hết. Để hiểu biết, thầy cũng nói á, mình xem kinh Phật để hiểu biết, để mở cái trí tuệ ra thêm, chứ không phải là thầy cấm. Nên là quý vị tu rồi quý vị phải đọc kinh Địa Tạng đi, quý vị thấy cái cảnh địa ngục như thế nào đó. Nên là mình phải coi xem kinh Phật để mở mang cái trí tuệ ra, thầy cũng cho phép chứ thầy không có cấm. Có người thì tu theo thầy cái là không có coi kinh sách gì có Phật hết, là cái đó là không có đúng. Thầy cho mình xem, thầy cho mình đọc kinh Phật để mình mở mang cái trí tuệ mình ra, chứ không có cấm mình cái đó. Tại vì Phật với thầy đều có một mà thôi. Nên là quý vị tu thì mình phải hiểu biết hết về Phật pháp, về là cái hạnh và cái giới của Phật, Đức Phật đã đưa ra, thì mình phải hiểu biết. Dù cho mình cư sĩ tại gia đi nữa, mình cũng giữ giới, giữ giới của Đức Phật, giới của thầy đưa ra, thì mình làm cho đúng cái giới đó là mình được rồi. Còn như ông Minh Tuệ thì ông cũng tu giữ giới đó, ông hành chứ không có nói, mà ông hành theo cái giới của Đức Phật. Thì mình đây mình tu cư sĩ tại gia, mình cũng hành, hành cái giới của thầy, của Phật là mình được rồi. Chứ cái giới ban ra đó mà mình hành cái giới đúng rồi là mình cũng được rồi. Nên quý vị cứ tu, đừng có đi theo chạy theo thầy nào để hướng dẫn tôi tu như thế nào. Quý vị cứ xem kinh sách cho nhiều đi, xem kinh Phật nhiều rồi quý vị là tu, rồi xem sấm giảng của thầy, xem Phật, kinh Phật, rồi tự mình phát quy qua mình tu nó là được. Chứ mình chạy theo những cái ảo tưởng bên ngoài, bây giờ đạo tà nó rất là nhiều. Đạo tà mua phép âm thầm đó, khuyên dân gắn tránh kẻo lầm mà khổ, bây giờ nó rất là nhiều luôn. Rồi cái mình nói tôi tu gì tôi không biết là có được không, để tôi lại ông thầy đó, ông hướng dẫn tôi thêm. Không có nên quý vị. Quý vị xem kinh, xem kinh Phật nè, kinh Phật rất là nhiều. Mình đạo hả, mình cứ tu đi, cúng lại xong đi, thời gian rảnh rỗi mình cứ xem kinh Phật, để tự mình nghiên cứu mình tu mới đi đường chánh đạo được.
Còn quý vị mà nghe những cái đạo tà bây giờ nó chỉ ha, hướng dẫn tầm bậy tầm bạ rồi cứ đi tu lạc đường hết trơn. Bây giờ nó nói là đi lại á, là hậu Long Hoa đó là phải mua vé, mà Long Hoa đâu mua vé, quý vị nghĩ hậu Long Hoa mà đến hậu Long Hoa phải trải qua nạn kiếp, bao nhiêu nạn kiếp dồn dập cái bằng không còn một cái gì mới đến hậu Long Hoa được, mới có được cái dự cái hậu Long Hoa. Còn giờ tự nhiên đang yên bình gì cái hậu Long Hoa đâu, nên là quý vị thấy không? Bởi vì cô đây cô cũng chia sẻ lên rất là nhiều để cho quý vị hiểu biết mà tu tiến lên. Bây giờ mình tu dốt cũng được, pháp môn niệm Phật. Bây giờ quý vị nào không biết chữ, không biết gì hết thì cứ niệm Phật, ăn hiền ở lành, làm ngay thẳng, cứ niệm Phật 6 chữ Di Đà, đi đứng nằm ngồi cũng được, Đức Phật Di Đà cũng tiếp dẫn mình khi mình bỏ thân xác này, cũng được đưa về cái cõi Tây Phương Cực Lạc để mình tu tiếp. Đó là mình cô nói là tu, là tu dốt đó, tu mà không cái gì quý vị không biết chữ đó thì cứ tu vậy đi, tâm hiền lương từ bi bác ái, niệm Phật 6 chữ, đi đứng nằm ngồi đó, như ông Tịnh Không ổng cũng dạy mình đó, chỉ có các pháp môn niệm Phật thôi. Mình niệm Phật đi đứng nằm ngồi gì mình cũng niệm là tất nhiên mình thiền rồi đó. Mình đi mình cũng nhớ Phật trong tâm, mình ngồi mình cũng nhớ Phật trong tâm, mà mình ngủ mình cũng nhớ Phật trong tâm là thiền rồi, chứ không phải ngồi đó thiền tối ngày. Cái thời gian mình thiền 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ, rồi mình đi đứng nằm ngồi mình làm việc mình cũng vẫn nhớ Phật là cũng là thiền, tại vì lúc nào cũng nhớ Phật đó. Nên là quý vị đây chỉ có các pháp môn niệm Phật. Những quý vị mà chưa có biết chữ nha, những có người cũng không có biết chữ thì cô cũng chỉ cho cách tu để cho dễ, cứ niệm Phật, làm hiền, từ bi, không giận không sân si, dầu con cháu mình trong nhà cũng vậy, mình cũng không có để trong lòng, giận rồi nói qua thôi. À, quý vị làm như vậy đi, đến bỏ xác cũng được Đức Phật Di Đà rước mình về, tại vì mình niệm Phật chữ 6 chữ không quên mà không ngớt mà, là Đức Phật Di Đà tới liền. Đức Phật Di Đà có nói rằng một câu: nếu chúng sanh nào đến lúc lâm chung mà còn niệm Phật được 10 tiếng thì ta sẽ đưa về Tây Phương Cực Lạc để tu tiếp. Đó. Nên quý vị niệm đi, niệm cho nó quen, niệm hoài hoài trong tâm, lúc nào cũng niệm, thì khi mà đến lâm chung đó, tâm thần mình nó xao xát, nó xao xuyến, mình không có nhớ được, mình phải niệm cho cái tâm mình nó có Phật rồi đó, thì đến khi mình lâm chung tâm mình cũng vẫn nhớ Phật, thì lúc đó cái Phật mới rước được. Chứ bình thường mà quý vị mà niệm niệm Phật không có chí tâm, không có thành tâm, thì đến khi mình lâm chung đó thì Phật mình không có nhớ, lúc đó tâm thần mình nó đau đớn xao xuyến luôn, nó không có còn nhớ Phật, thì Đức Phật không có rước được đó. Nên là mình phải niệm hoài, niệm hoài, niệm mãi, niệm khi đi đứng nằm ngồi cũng nhớ niệm thì cũng được về cõi Tây Phương, để Đức Phật rước mình về đó tu đó, chứ mãi về đó là đắc đạo nha quý vị. Dạ rồi, thì cảm ơn cô Năm đã chia sẻ Phật pháp cho bà con. Thì trời cũng đổ mưa rồi, thì thôi đến đây cô cháu mình tạm ngưng ha. Rồi trước khi tạm dứt video này thì mong cô Năm gửi lời chào đến bà con ạ. Nam mô Di Đà Phật. Thì cô chia sẻ Phật pháp hôm nay, cô cũng mong quý vị là tu tiến lên trong cái thời mạt pháp này, để mình còn là về cùng nhau gặp nhau đến cái cảnh mà giờ hồi hôm qua đó, nếu mình gặp với nhau được đó quý vị là mình vui vậy, cũng như là thầy cũng có nói đó, cùng nhau đó mà rủ nhau tu để mình cùng nhau về đến cái cảnh là được sống người dân Phật quốc là quý, là mừng lắm rồi đó. Còn nếu quý vị nào mà quyết chí đó, thì được về ở Đức Phật rước mình về đó tu tiếp. Thì cô chia sẻ trên đây mong bà con cô bác quý vị cũng chia sẻ những lời của cô, nếu mà hiểu biết thì làm theo, còn không thì cũng đừng có bình luận nói những lời khó nghe nên cô cũng buồn. Thì cô mong quý vị an tâm, tâm an lạc, đêm 6 ngày, ngày 6 thời an lạc. Chúc cho các quý vị trong nước và ngoài nước được an lành. Nam mô Di Đà Phật. Dạ, bơ Phật, cảm ơn cô Năm.